Những điều em ước gì mình đã biết trước năm 25 tuổi. Đừng gù lưng, vừa kém khí chất, vừa đau mỏi và tốn rất rất là nhiều tiền chữa. Uống cà phê hay trà thì các bạn đừng có nhấm nháp bởi là mình bị vàng răng. Thôi đừng chơi với người hay phàn nàn nhiều đâu giải quyết được gì đâu, mà còn biến mình thành bà cô già khó ở, rất là không hấp dẫn. Đừng đợi tới khi thấy dấu hiệu mới bắt đầu chống lão hóa. Thì năm 25 là mình đã phải bắt đầu bổ sung collagen, đi chọn collagen rất rất là kỹ tính nha mọi người. Em uống liên tục 1 tháng trước ngày cưới, thì trộm vía là tới ngày cưới cái da Uyên nó rất là căng mướt và rất là sáng. Mặc dù là mấy đêm mà trước khi cưới á là Uyên thức khuya này nha, Uyên uống tại vì tổ chức tiệc độc thân á, xong ngoài trời còn lạnh nữa. Ngon, ngọt ngọt, chua chua, dễ uống. Cuối cùng là đừng bao giờ phức tạp hóa vấn đề. Trước năm 25 tuổi là các bạn còn rất là trẻ, thích cái gì thì là mình tìm cách theo đuổi, mà không thích cái gì thì mình tìm cách thay đổi. Đừng có overthinking, lo lắng, sợ sệt, đủ điều. Nấm ong già lắm, không có cái collagen nào cứu nổi đâu nha. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.